bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mưu sanh và mưu tử. Nói chuyện với sinh viên trường Đại học Redwood tại Vạn Phật Thánh Thành, trưa ngày 21 tháng 5 năm 1983. Các bạn thanh niên già và các bạn cao niên trẻ, hôm nay mọi người họp mặt nơi đây, nếu không phải là đại duyên thì cũng là tiểu duyên. Điều mà tôi muốn nói đây chắc chắn là không có bạn nào có thể phủ nhận được. Vì sao tôi gọi các bạn là thanh niên già? Bởi vì tôi thấy các bạn trẻ trông rất có chí khí, thái độ rất chững chạc, thận trọng và già dặn, cho nên tôi gọi các bạn là thanh niên già. Vì sao tôi lại gọi là các bạn cao niên trẻ nữa? Bởi vì tôi thấy trong số các bạn có nhiều người lớn tuổi nhưng lại rất cởi mở, trẻ trung, không có tâm tính toán, cũng không có tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm nhân ngã thị phi, cho nên tôi gọi những người đó là các bạn cao niên trẻ. Có một số các bạn đã đến đây năm ngoái, vì không rõ những bạn đến năm nay chính là những người ấy hay là có cả người mới, kẻ cũ cùng đến, cho nên vừa có thể nói các bạn là bạn mới, mà vừa có thể gọi là các bạn là bạn cũ. Vạn Phật Thánh Thành chúng tôi có tông chỉ là muốn sửa đổi phong khí của nền giáo dục. Trên thế giới, tam giáo cửu lưu, ngũ hàng bát tác, có đủ tất cả các nghề nghiệp, ai nấy đều tự mưu sinh, không người nào muốn mưu tử cả. Không người nào lo nghĩ rằng rồi mình sẽ chết như thế nào, sống thì cứ sống, nhưng chết thì như thế nào. Bởi không có ai nghĩ đến vấn đề đó, nên tôi nói là chẳng có người nào mưu tử. Tuy nhiên, ở Vạn Phật Thánh Thành thì có người mưu sinh, có người mưu tử. Thường thì người ta mưu sinh bằng cách buôn bán, làm ruộng, làm quan, làm thợ, học hành, vân vân. Mọi người tùy ý lựa chọn một trong năm nghề, sĩ, nông, công, thương, quan để làm. Vì thế, có người chọn công việc về ngành giáo dục. Tuy nhiên, có nhiều người muốn dùng học sinh làm công cụ để mưu lợi, nên tính toán rằng, tôi mở một ngôi trường, có người đến học thì tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Được nhiều tiền như vậy thì tôi có thể mưu sinh rồi. Do đó, họ dùng đủ mọi thứ cách để trường của họ trở thành nổi tiếng nhất. Nhưng đến khi được tiếng là học đường tối cao rồi, thì trường trở nên suy đồi. Vì sao? Tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi phải nói ra những chuyện như thế này. Tại nhiều trường học, học sinh công khai mua bán thuốc phiện, hút thuốc phiện. Các bạn thấy như thế có đáng thương chăng? Tại nhiều trường học, học sinh công khai mua bán thuốc phiện, hút thuốc phiện. Các bạn thấy như thế có đáng thương chăng? Trong trường lại còn có những kẻ công khai làm những chuyện bất hợp pháp nữa. Thấy tình trạng như thế, Vạn Phật Thánh Thành bèn thành lập một trường tiểu học dạy học sinh biết cách làm tròn đạo hiếu, một trường trung học dạy học sinh về lòng trung thành, ái quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng lập trường đại học để dạy về trung, hiếu, nhân, nghĩa, hiếu thuận với cha mẹ, trung thành với tổ quốc, lấy nhân nghĩa mà đối đãi với nhân quần, xã hội. Đó là tông chỉ đường hướng của Vạn Phật Thánh Thành. Ngoài ra, các trường tiểu học, trung học và đại học ở Vạn Phật Thánh Thành đều hoàn toàn miễn phí. Vì sao lại miễn phí? Vì tôi không muốn lợi dụng học sinh để tính toán, mưu lợi riêng tư. Đó chính là tác phong giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành. Tại Vạn Phật Thánh Thành, bất luận là học sinh bậc tiểu học, trung học hay đại học, là người xuất gia hay người tại gia, tất cả đều đồng loạt tuân theo 6 đại tông chỉ sau đây. Thứ nhất là không tranh, ta không tranh với người cũng không tranh với ta. Người tranh với ta cũng không tranh chấp với người. Nếu làm được như vậy thì mọi sự tranh chấp trên thế giới sẽ biến mất. Thứ nhì là không tham, có nghĩa là đối với mọi người, mọi vật, mình đều không tham lam. Thứ ba là không cầu, có nghĩa là không truy đuổi, không tham cầu bất cứ thứ gì. Thứ tư là không ích kỷ. Thứ năm là không tự lợi, có nghĩa là không mưu đồ lợi lộc cho riêng mình. Và thứ sáu là không vọng ngữ, tức là không nói dối. Đó là 6 đại tông chỉ mà ở Vạn Phật Thánh Thành ai ai cũng cần phải rèn luyện. Các bạn tới thăm Vạn Phật Thánh Thành, tôi không phải tuyên truyền, mà chỉ muốn giới thiệu cho các bạn biết về tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành. Hy vọng các bạn trẻ sẽ đặc biệt nỗ lực giúp ích cho đất nước của các bạn,
làm cho quốc gia và dân tộc của các bạn được an vui hạnh phúc. Các bạn hãy cố gắng đồng tâm hiệp lực. Ha ha ha,